nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nam mô a di đà phật hôm nay là ngày 22 tháng 7 2023 chúng ta tiếp tục học tập quyết chí một đời vãng sanh cực lạc quốc học đến tập 34 những đức động công đoạn này để chúng ta học tập quý vị ngài pháp nhiên thượng nhân ngài dạy những công đoạn mà mình tu tịnh độ thấy nó tự tại lắm Thì nghe nè đã tu tịnh độ thì mọi chuyện trong đời đều y theo niệm phật mà quyết định tất cả đều là trợ duyên cho niệm phật hãy làm chướng ngại thì nên từ bỏ Sống một mình không niệm Phật được thì ở chung mà niệm Phật. Sống chung không niệm Phật được thì ở một mình mà niệm Phật. Tại gia mà không niệm Phật được thì xuất gia mà niệm Phật. Xuất gia mà không niệm Phật được thì tại gia mà niệm Phật. Sống giữa đời không niệm Phật được thì trốn đời mà niệm Phật. Trốn đời không niệm Phật được thì sống giữa đời mà niệm Phật nghĩa là miễn làm sao bạn niệm phật để cầu sanh cực lạc thì tốt nó không có bị trở ngại vậy tu pháp môn tịnh độ nó không bị trở ngại và nó rất tự tại nghe rõ ràng văn tự dạy rất tự tại mà nhìn đức nghĩ phật pháp nó phải tự tại như vậy đó quý vị chứ nếu như mình học phật pháp mà mình âu sầu buồn bã nặng nề không phù hợp nếu học Phật mà như vậy ai dám học Phật học Phật nó phải có một cái gì tự tại đặc biệt kìa thì tự nhiên người ta nhìn mình cái người ta muốn học Phật những đức nói rằng mình càng tu mình nhìn cái căn tính chúng ta nó tệ cực kỳ tệ nếu như mà không phải là pháp môn tịnh độ này thì chúng ta chịu bó tay chịu thua mà tu tịnh độ mà gặp người mà hướng dẫn cao xa thì bị cũng chịu thua luôn Thế bị hành trì rồi sao này bị bỏ cuộc luôn nghĩ hành trì luôn vì sao vì cao xa quá quý vị thấy mình không có cơ hội bây giờ thí dụ như giờ quý vị nghe tịnh độ quý vị nghe nào là phải đoạn tham sang si rồi phải trì giới gì đó rồi phải tiêu nghiệp sạch sành sanh mới niệm phật giảng sanh vì nghe cái này thôi là quý vị chịu bó tay chịu thua Thôi thấy cái mồi mình tu không có kết quả Thôi nghỉ Bây giờ á Mình tu tịnh độ mình cứ nghĩ Mình hạ căn hạ trí đi Hoàn toàn nương vào bộ nguyện thứ 18 đi quý vị Chỉ cần trí tâm tin ưa niệm danh hiệu ai với đạo Phật Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm Thì ngày tiếp dẫn giải sanh Chỉ cần như vậy thôi thì mình thành công rồi nếu như mình không gây dựng tính nguyện niệm phật thì mình phải tu giống như là tu tịnh độ mà giống như mình tu pháp tự lực vậy đó còn bây giờ mình gây dựng tính nguyện niệm phật là hoàn toàn mình nghĩ mình là cái phàm phu nhiều tội chứ mình hoàn toàn nương một bộ nguyện của phật giống như bây giờ mình đi đến nơi nào mình lên xe thì người ta chở mình đi đến nơi đó hoặc mình đi lên máy bay thì người ta sẽ chở mình bay đến nơi đó còn mình đến sông thì mình lên thiền người ta đưa mình qua sông Nghĩa là hoàn toàn mình nương vào bổ nguyện Cả đời mình tính nguyện niệm Phật Chỉ cầu là khi cuối đời Phật ấy Đà đến tiếp dẫn mình Về cực lạc Nên cái câu những đức từng nhắc rằng Niệm Phật là việc của mình làm Tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm Câu này rất là hay Nói mà nhiều người Mà niệm Phật mà nói mà Không hiểu rồi Đè phục phiền não đè phục vọng tưởng thì cũng mệt. Ngay cái chỗ đè phục phiền não đè phục vọng tưởng cũng mệt. Có một đoạn đại lão ở thực tình không ngày giảng ngày nói rằng mà giảng đây cũng là từ lời tổ sư nói lại. Vọng <laughs> tưởng nhiều vọng tưởng ít, thiện niệm ác niệm mặc kệ, chúng ta cứ niệm Phật. Bạn cứ niệm Phật là bạn thành công Nhưng mà có những công đoạn ngày giảng Cũng cực kỳ cao Nhưng mà mình chọn cái câu nào mà mình thấy mình làm được Thì mình làm đi Nên nghe Pháp của Hòa Thượng nhiều người không hiểu Nhiều người không hiểu Nhiều người cứ nghĩ rằng Ủa sao ngày giảng công đoạn đó gì Công đoạn này gì ta Công đoạn này gì ta Mình đi phân tách có không Thí dụ như ngày đến địa phương đó ngày giảng Chỗ đó phù hợp căn cơ đó Ngày đến một địa phương đó ngày giảng phù hợp căn cơ đó ngày đến cái chỗ này ngày giảng phải cao lên, còn bản thân mình nghe công đoạn nào mình thấy mình làm được thì mình cứ làm đi, nên cái câu này nói rằng đã tu tịnh độ thì mọi chuyện trong đời đều y theo niệm phật mà quyết định, tất cả đều trợ duyên cho niệm phật. Hãy làm chướng ngại thì nên từ bỏ. Mình mà chỉ cần cấm cái gốc tính nguyện cho cực kỳ mạnh. Dù mình nghe cái gì mình coi cái gì mình cũng quy về phù hợp với chuyện tính nguyện niệm Phật Thì mình áp dụng Còn cái nào mà nó không quy về tính nguyện niệm Phật thì mình cho Nó hoàn bên Mình cả đời mình cứ niệm Phật gây dựng tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc được rồi Về tới thế giới cực lạc đi lúc đó mình muốn học gì mình học Còn ở đây mà mình nghe nhiều biết nhiều học nhiều mình làm không được Nhớ Nghe nhiều biết nhiều học nhiều làm không được Mình phải làm sao Mà mình phù hợp căn tính của mình nè Mình làm được nè Nên những gì những đức chia sẻ là quý bị làm được Chỉ cần gây dựng tính nguyện niệm Phật siêng năng niệm Phật cứ như vậy mà làm Chính cuộc đời những đức đi niệm Phật Mười mấy năm nay những đức càng niệm Càng vui càng niệm càng an lạc Là chỉ có đúng gây dựng tính nguyện niệm Phật Không có nói cao xa Không có nói cao xa Những đức nói thì quý vị chúng ta mà làm mà không được rồi mình càng nói cao xa thì mấy vị càng nói vòng vòng càng nói cao xa thì càng nói vòng vòng và nói vòng vòng một chút rồi nói tào lao à, cứ gây dựng ngay tính quyền niệm phật là cái gốc đi bị giảng cỡ nào nó cũng quy về tính quyền niệm phật là nó ra còn nếu như mà bị bị giảng mà cao xa muốn cho người ta thấy mình là người có sự hiểu biết này kia đâu là giảng cao xa mà mình làm có được mà khi mình làm không có được là bắt đầu thành nói vòng vòng nói vòng vòng gây danh lợi rồi cuối cùng không có đường ra cuối cùng không có đường ra vì để ý có những người nếu coi văn tự không thì cũng giảng tịnh độ cũng cao xa lắm nhưng mà thật sự họ chỉ coi văn tự vì sao không hành trì người này đâu có niệm phật đâu mà giảng tịnh độ họ không niệm phật sao giảng tịnh độ như đứa hỏi quý vị ấy. Giống như cái nghề này quý vị không làm Mà quý vị dạy người ta cái nghề này được không? Không Quý vị phải làm cái này rồi quý vị mới dạy người ta cái nghề này được Thí dụ như một kỹ sư đi Họ muốn chế tạo ra một cái máy cài Thì họ phải đi coi nhà nông Tay lắm chăn bùng rồi cài đắt bằng bò châu chậm quá Nên thấy cái nhu cầu này nhà nông cần nè phù hợp họ mới suy nghĩ làm sao để họ chế tạo ra chiếc máy cài đúng không chứ nếu như vị không sâu sắc không nhìn nhận vị đưa sản phẩm đại càng ra ai tiếp nhận đây từ nơi đó mà cái người mà mình giảng cái môn nào là do mình tu cái môn đó mình tu cái môn đó rồi mình mới giảng cái môn đó và khi mình tu cái môn đó mình phải xác thực với con người Mình coi con căn tính con người người ta phù hợp hay không Mình mới giảng dạy người ta Mà người ta phù hợp người ta tiếp nhận được Người ta làm được người ta mới nghe lời quý vị Nên mình nghe Pháp mình nghe giảng Pháp mình phải thông minh Thí dụ như cái người này không có tu môn này không có niệm Phật Sao giảng niệm Phật Họ không niệm Phật sao giảng niệm Phật Họ không niệm Phật sao chỉ bị công phu niệm Phật đúng sai Người ta phải niệm Phật kìa Thì người ta mới giảng về niệm Phật Còn vì không niệm Phật sao giảng về niệm Phật Thí dụ vì tu môn nào bị giảng môn nấy à Còn ngoài ra quý vị không niệm Phật Không quý bị giảng niệm Phật Từ khi người này người ta thông tổng gì Người ta có tu các môn luôn Người ta mới giảng được Còn nếu như mà giờ mình không tu Không niệm Phật gì chứ mà giảng niệm Phật Không bao giờ giảng được chỉ giảng là gì đọc văn tự Rồi chích lục văn tự rồi Học thuộc và giảng ra thôi Chứ không có sự hành trì Vậy thì không áp dụng được Phải nhớ Nên mình nghe Pháp mình phải có góc độ quý vị ơi Thật sự mà nói mười mấy năm nay Nhà Đức chỉ có niệm Phật Nhà Đức đã thấy cái sự lợi ích của niệm Phật Cực kỳ lớn rồi Nên Nhà Đức nhắn mạnh, mạnh ngay tính nguyện niệm Phật những Đức thấy Văn tự của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân dạy rất phù hợp Rất phù hợp nghe một cái là muốn niệm phật liền như bộ nguyện niệm phật của Ngài thiền đạo đại sứ nghe một cái là muốn niệm phật liền thấy mình có cơ hội liền còn có những người nói cao xa quá thấy mình không có cơ hội mà quý vị coi bị làm một việc gì mà mình thấy mình không có cơ hội là quý vị không muốn làm nữa rõ ràng không không có cơ hội sao làm nên quý vị đi về chùa vì thấy không những đức chỉ có một câu vật hiện như đức làm bao nhiêu chuyện mà mình tự nhiên mình có một cái lòng tin cực kỳ cao Là đời này mình tính nguyện niệm Phật kiên cố Cả đời là chắc chắn cuối đời Phật hay là rước mình gì cực lạc Vì chúng trong chùa mình nhiều người thành tựu cực kỳ đặc biệt Chỉ có nắm chắc một câu vật hiệu Đây là người thật việc thật 100% Quý vị thấy những đức làm những chương trình ký sự bây giờ Cho bị coi Mỗi ngày những đức đều làm một Chương trình ký sự Người thật việc thật Để vào cái trang niệm Phật cả đời cho bị coi như bữa nay vừa đưa cái buổi mà Cái cô này cái chân thiệt là to Cái bụng thiệt bự Mà quý vị coi Thăng thể bệnh đau như vậy mà niệm Phật cứ mặt tươi rói quý Đồ óc tỉnh táo ngon lành luôn Quý vị coi cái người như vậy người ta không có còn cái gì nghĩ ngỡ cõi đời này chứ Chót lọt buông hết trơn Người ta chỉ có một cái cầu là cầu Phật tiếp dẫn đã càng sớm càng tốt Thì coi đi. đi coi vì nhìn đi Rồi tự nhiên bản thân mình tin tấn niệm Phật liền Những cái người này họ dễ thành tựu của đường giải sanh lắm quý vị Tại vì toàn tâm toàn ý họ chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc Họ đâu có còn cái gì mà lưu liếng ở cõi đời này nữa đâu Bụng thì to đùng, khai chân thì bự thiệt là bự Còn cái gì nữa đâu mà dính dáng ở cõi đời này Nhà cửa thì buôn hết rồi Tiền bạc không có Vì thì toàn tâm toàn ý chỉ có niệm Phật cầu sanh cực lạc Vì sao những người này dễ thành tựu hơn những người có sự nghiệp Những người có sự nghiệp thì có nhiều thứ quá Thí dụ như bây giờ Tuy là bây giờ những đức xuất gia Thí dụ như đức có chùa Có đồ chúng Có tiền Có mọi mặt Những đức khó gian sanh hơn người ta Nếu như vị nhìn thấu thì bị đi được Còn nếu vị nhìn chưa thấu thì bị vướng vào Cơn vô thường đến thì bị vướng vào vật chất Vì không giảng sanh Dù vị xuất gia như bị không giảng sanh Nhưng người ta là cư sĩ Như vị coi chân người ta to Bụng người ta bự nhưng mà người ta đâu có còn cái gì đó mà lưu liếng cõi đời này thân thể cái gì không cầu sanh cực lạc chứ cầu cái gì nên toàn tâm toàn ý người ta niệm Phật để cầu sanh cực lạc Nên người ta thành tụ là ngay cái chỗ Nhìn thấu buông xuống Nhìn người ta thân thể bệnh đau vậy đó Mà người ta có cơ duyên đặc biệt Còn hơn những người tiến tâm nổi bật Làm nhiều việc Phật sự lớn lao Mà cuối cùng lại dính mắt vào Đưa vô bệnh viện uống thuốc men đủ chuyện Không giảng sanh Quý vị nhớ nghe coi những công đoạn này quan trọng lắm á Cực kỳ quan trọng vì phải sâu sắc á Chứ quý vị đừng bao giờ nó nghĩ rằng một người này tu quá nhiều chục năm Niệm Phật đồ này kia mà Sao cuối đời không được đặc biệt Vì mình không có cơ hội Vậy Không môn tịnh độ này không tính vào chỗ đó Tính vào chỗ gì Chính tính vào chỗ bị nghe Mà bị, bị, bị làm mục tiêu nào chuẩn luôn Mục tiêu nào Tính nguyện niệm Phật Đã là tính nguyện niệm Phật Thì tất cả việc trong cuộc đời Nếu bị làm điều đủ duyên thì làm Còn không đủ duyên thì buông xuống à Chỉ có mục tiêu là niệm Phật cầu sanh cực lạc thôi Bất cứ việc gì cũng vậy mình đủ duyên thì mình làm, không đủ duyên thì thôi Mình cứ tính quyền niệm Phật, gây dựng tính nguyện niệm Phật Mục tiêu, mục tiêu của mình là phải như vậy Cái vị mà gây dựng được mục tiêu như vậy thì phải thành công là chắc chắn luôn Còn người ta lại quá nhiều mục tiêu Cuối cùng người ta mắc phương hướng luôn quý vị à nên ngày nào như đức cũng làm cái đoạn ký sự luôn như đức để vào cái trang mà niệm phật cả đời quý bị coi đó là chỗ đặc biệt đó nên mỗi ngày coi đến mỗi ngày gầy dựng tính quyền niệm Phật cầu sanh cực lạc. Rồi hai bài giảng này như đứa cứ thúc đẩy quý vị. Cả đời cứ nghe gì nè, thúc đẩy cứ nghe gì. Mở rộng cái những buổi này ra. Nhiều người đăng ký vô để mà mình cùng tu tập, cùng tu tịnh độ. Cứ gầy dựng tính quyền niệm Phật quý vị sẽ không bao giờ bỏ môn tịnh độ. Quý vị không gầy dựng tính quyền niệm Phật là bị bỏ tịnh độ liền. Tu môn tịnh độ nó không có sự trở ngại. Gặp một cái cô này cô nói rằng Thầy ơi Con niệm Phật mà chồng con trở ngại Con quá chờ trở ngại thầy à Những đức nói cô nhớ Nếu cô thật sự tính nguyện niệm Phật Thì không có trở ngại Nếu cô thật sự cô muốn sanh cực lạc Thì không có trở ngại Họ không cho cô niệm Phật bên ngoài Không cho cô lễ Phật bên ngoài Nhưng mà tâm cô niệm Phật đố họ cản được Nó như cái câu chuyện nghịch viên đó như vị thấy chồng trở ngại chung chung không chỉ cần người này thật sự nhìn cái cõi này đúng là quá khổ Và thật sự muốn sanh về thế giới cực lạc an vui Thì không bao giờ trở ngại được quý vị Nhớ không bao giờ trở ngại được quý vị Còn nếu như quý vị tu cái bên ngoài thì bị trở ngại Vì không tính nguyện niệm Phật thì bị trở ngại Chứ nếu như quý vị thật sự tính nguyện niệm Phật thì không bao giờ bị trở ngại Nhớ không bao giờ bị trở ngại Phải hiểu nguyên lý này khi mỗi một người mình hiểu nguyên lý này rồi Quý vị nhất định quý vị sẽ thành công Con đường, con đường niệm Phật Nó mới nói là niệm Phật là việc của mình làm Tiếp dẫn giảng sanh là việc của Phật làm Vì làm sao bởi vì niệm Phật Phải biết được cái niệm Phật này lợi ích cực kỳ lớn Niệm Phật một câu phước sanh vô lượng lễ Phật một lễ tội diệt hà sa Quý vị làm sao giải đại Quý vị nói chuyện này chuyện kia tầm bậy tầm bạ Tạo nghiệp bây giờ quý vị niệm một câu Phật hiệu là có phước liền Ai dạy gì không niệm Phật Ai dạy gì đi đem cái miệng nói tầm bậy làm chi Dùng cái miệng này niệm Phật Nhà Đức nói cho vị nghe không khéo cả Hình tướng như những Đức Bây giờ cũng dính về tiền bạc vật chất Pháp môn tịnh độ này là pháp môn khó tin quý vị Chính như Đức thấy rõ ràng Nguyên một già người giống như những Đức Tính ra Một năm mấy Những Đức kết duyên với họ mỗi tuần chủ nhật thứ bảy đâu này kia lúc trước vị là ở chùa vì tôi thấy rõ ràng đúng không hình tướng giống những đức rất là đông sau này những đức thông báo lên Giờ chùa mình nhiều người già quá rất nhiều người già nên chùa lo việc nuôi người già này kia còn chương trình mỗi tuần chủ nhật hay thứ bảy thì không có hỗ trợ thì vị biết rằng là Nguyên một cái mùa du lan Không thấy một bóng người Đến chùa Về hình tướng Tu như những đức không có Kinh hông, nguyên một vàng đó mấy trăm người luôn Đúng rõ ràng có một tình độ này Pháp khó tình Pháp khó tình Bởi vì nhiều người mình tu hành nếu không áp dụng một cái pháp tu Mà lợi ích xác thực thì thật sự quý vị dù là tu hành Cũng là cuộc sống Cũng là cuộc sống Như vậy mà hàng cư sĩ lại tin Bởi vì ngày Hoàng Niệm Tổ hay nói cái pháp môn tịnh độ này cư sĩ thành tựu nhiều Vì sao Vì cư sĩ tiếp nhận tịnh độ Thật sự mà nói quý vị Nếu mình mà bình tĩnh suy nghĩ nghe quý vị Bình tĩnh mà suy nghĩ nghe Tại sao mình không tu cái pháp dễ tu quý vị? Tại sao mình tu cái pháp Mà không có bảo đảm Còn cái pháp mà có bảo đảm sao mình không tu Cái pháp môn tịnh độ này có bảo đảm Bảo đảm là gì Là nguyện thức 18 bảo đảm rõ ràng Chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta Chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta Đến khi mệnh chung chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm Ta là Phật a Di Đà đến tiếp dẫn chúng sanh Về Tây Phương Cực lạc Ngoại trừ những người không niệm Phật đi Nói dễ hiểu Ngoài trừ những người không niệm Phật Nếu như quý vị niệm Phật thì có bảo đảm Nếu tính nguyện niệm Phật thì có bảo đảm của đường giảng sanh Tu cái pháp mà có bảo đảm cho mình không tu Thì công nhận bình tĩnh suy nghĩ đi Pháp môn tịnh độ có bảo đảm Từ nơi đó chúng ta gây dựng ngay pháp môn tịnh độ là đặc biệt Nên mười mấy năm nay những đức càng niệm Phật càng hứng niệm Phật Càng niệm Phật càng hừng hực cái tâm niệm Phật Càng niệm Phật thì càng vô cùng vui sướng niệm Phật phải tu ra cái tâm này Quý vị tu tịnh độ tuyệt vời lắm Và càng tu thì nó càng dễ tính Càng tu thì nó càng thoáng cái tâm Nhưng để quý vị kiếm một người Mà tin tịnh độ như vậy Rất là khó Chính như Đức nãy nói câu nãy cho vị nghe rõ ràng đó. Mấy trăm người như Đức gieo viên luôn đó. Mỗi tuần luôn đó. Cũng lỡ nghe Pháp tuần này kia luôn Khi những Đức dừng cái việc Vật chất một chút Là hoàn toàn lặng hết Không có một người luôn thì vị thấy phải là cái pháp khó tin không Rõ ràng quý vị Thà người ta đi chỗ này chỗ kia Người ta kiếm một chút cuộc sống Nhưng mà người ta không niệm Phật Cuộc đời những đức đi tu chỉ có niệm Phật Mà từ là một người không có cái gì đặc biệt cả Ngoài đời một mình long xong Mà bây giờ những đức lo cho hai ngàn người Mà những đức còn làm nhiều việc này việc kia Chính những đức đã thấy cái pháp môn tịnh độ này là báo vật vô giá Mà tổ sư cũng nói Pháp môn tịnh độ này là báo vật vô giá nên nếu bị gặp bất cứ sự cố gì trong cuộc đời Chỉ cần nắm chắc có vật hiệu Niệm là thoát ra liền Lễ Phật 45 phút là cởi mở tâm tư liền Mình là người niệm Phật Nhìn cái cõi đời này rõ ràng khổ đau Nhiều sư chướng ngại Quý vị bây giờ là người niệm Phật Đã phát nguyện cầu sanh cực lạc Vì buồn ai? Vì trách ai làm chi? Vì không vừa lòng không vừa ý ai làm chi? Để lâu làm chi quý vị? Có nhưng mà để lâu làm chi? Bây giờ mình làm hết lòng hết dạ với người ta Nhiệt tình lo lắng cho người ta mà người ta đối xử tệ bạc với mình bị buồn làm gì vì muốn sanh cực lạc không quý vị nghe nhà đức nói cái câu thiếu nợ thì trả đi thăng văn làm gì rõ ràng chúng ta phiên nhau quý vị nên ngày nào cũng nghe hai buổi này là đặc biệt bây giờ mà thêm cái đoạn ký sự đồ này kia bấm lên cho ông bà cha mẹ nghe cho nhiều người nghe nhiều người mới biết tu cho họ nghe bấm vào cái trang niệm phật cả đời cho họ coi đi rồi những đức đưa vào cái trang đó những buổi mà đơn giản nhân sinh quý vị vào đó bị coi Duyên cái trang niệm Phật cả đời Như Đức sẽ đưa những buổi nhân sinh Đơn giản cho vị coi Thêm cái đó nữa cho vị coi Vào cái trang đó coi quý vị Cái trang đó coi quý vị có duyên có phước đặc biệt đó Như Đức lập cái trang đó là Là sau này đặc biệt lắm đó nó Nên quý vị vào cái trang đó quý vị coi Niệm Phật cả đời nhớ nha Nên mỗi một người mình đó quý vị Đã gặp cái môn tịnh độ này là phải gây dựng tính nguyện niệm Phật cực kỳ kiên cố chẳng bằng nương tựa bổ nguyện miệng xưng danh hiệu là hơn cả vì đó là hạnh chân thực hạnh của bổ nguyện di đà chỉ càng nương bổ nguyện chân thật trì danh niệm phật là hơn tất cả mười mấy năm nay nhận biết niệm phật là xưng danh niệm phật nương bổ nguyện di đà thì thấy lễ những đức những buổi chia sẻ toàn là những buổi gây dẫn tính nguyện niệm phật đều khuyên người niệm phật đem cái môn tịnh độ đã áp dụng trong mỗi lúc mỗi nơi lợi ích cực kỳ lớn luôn những buổi chia sẻ đó người ta nghe lợi ích biết bao nhiêu mà nói người ta đi đến chùa là được chỉ một phương pháp tu liền nếu như như đức nói dòng do tâm quá quý vị coi cái chiến đi, đi tu của họ nó không có kết quả mà đây là như đức nói xác thực vào bổ nguyện luôn nên chiến đi tu của họ có kết quả nên mình là người tu tịnh độ phát nguyện cầu sanh cực lạc thôi quý vị ơi đừng có buồn giặt ai để trong tâm làm chi không vừa lòng không vừa ý gì vợ chồng con cháu gì bạn bè gì mình đối xử với người ta quá tốt mà người ta đối xử với mình tệ bạc ta lừa gạt mình này kia đồ quý vị nhớ nè học phật phải tin sâu nhân quả nếu mình đã không gieo cái nhát này làm sao mình gặp cái quả này quý vị mình gieo cái nhân này mình mới gặp cái quả này ở đây những đức làm bao nhiêu chuyện mà có những người người ta còn không vừa lòng những đức kìa tại vì mình đã từng gieo cái nhân nghịch với người ta nên bây giờ người ta nghịch với mình quý vị Chứ mình không gieo cái nhân nghịch với người ta Ai nghịch với mình Hiểu không Mình gieo nhân nghịch với người ta người ta nghịch với mình nhớ nghe Mình không gieo nhân nghịch với người ta Ai nghịch với mình Nguyên lý này phải nhớ đó Nắm được thì quý vị, vị nhất định sẽ có kết quả Không nắm được lại vị thất bại Nên tu có môn tịnh độ này là pháp môn đại thù thắng Phải nhận thức được Khi nhận thức được thì quý vị, vị tu càng tu càng thích Càng tu càng hưng khởi cái tâm niệm Phật Pháp môn tịnh độ là pháp môn Số 1 Y về chùa mình bị dự chương trình Vì thấy rõ ràng luôn pháp môn tình độ này là pháp môn số 1 Những đức nói cuộc đời Những đức sẽ vừa chuyên tu Khuyên người niệm Phật Mà vừa làm bao nhiêu việc mà Trợ duyên cho những con người chưa biết tu Được đến chùa mình để nghe tịnh độ Người chuyên tu càng ngày càng phát lên Người chưa biết tu sẽ về chùa mình để học tu và người muốn kết duyên thì cho đi đến chùa kết duyên nên những đức nói rằng có duyên thì mấy anh chị ca sĩ đến chùa người ta hát thì trước khi hát mình cũng thông báo chương trình lên để làm chi ca sĩ người ta cũng có nhiều fan nó mới bị những người ta thích ca sĩ hát người ta nghe ví dụ như có ca sĩ à, à, quách tấn du rồi có ca sĩ ví dụ như à, dương ngọc thái hay là có ca sĩ à, hoa wow, hậu kim thó thì tự nhiên họ đều có những người quý mến thích họ họ nghe có những người họ thích đi đến đây hát thì họ lợi họ ủng hộ khi họ lợi ủng hộ thì trước khi nghe hát thì phải nghe mình giảng khi họ nghe mình giảng pháp rồi thì họ được có duyên với phật pháp mà những ca sĩ thì đi đến đây hát toàn là niệm dài có vật hiệu mà dài có vật hiệu này thì bao nhiêu người không tu nghe được niệm mấy có vật hiệu mà cái niệm mấy có vật hiệu lên cái là bắt đầu kết duyên những đức nói một chút nhân viên cho chúng sanh được nhờ nghe câu vật hiệu những đức cũng cảm thấy chấp tay mà mà mừng cho họ chấp tay mà mừng cho họ nên những đức nói cuộc đời mình đi đến đây mình làm những việc cho người ta vui cho người ta được có duyên tốt việc này những đức cố gắng làm còn những người chuyên tu niệm phật như mình tính nguyệt thì không có vấn đề gì hết ta lỡ ta hát vài bài hát cho mình nghe có gì đâu không có ảnh hưởng cái gì cái chuyện chuyên tu niệm phật của mình cả bởi vì thấy chương trình những đức sắp xếp nó rất rõ ràng Giảng pháp là một leo giảng pháp Ca sĩ hát là một leo ca sĩ hát xong Còn những buổi khác hoàn toàn quy về nghe pháp niệm Phật tu Rõ ràng không? Có nghĩa là cái chương trình quý vị coi những đức làm rõ ràng không? Nó rất đặc biệt, nó không có nào là chương trình này, chương trình kia, chương trình nọ, rồi đọc viễn văn này, nọ, tứ tung, không có. Mà giảng pháp là một leo giảng pháp, hát là bốn năm người một leo hát luôn, xong. Điều quy về tịnh độ ca sĩ gì chùa mình cũng quy về tịnh độ nữa Vì họ niệm Phật rõ ràng mà Rồi đặc biệt vô cùng là họ nghe như Đức Giảng nữa chứ quý vị Thấy không Vì thấy rõ luôn họ nghe như Đức Giảng xong Họ mới hát Họ hát xong họ còn phải niệm Phật mới đi ra Đó Thì thấy cái duyên đặc biệt chưa Mà họ rất là nhiều người nghe họ dạ Hát nghe Cái người mà nghe ca hát ở đông lắm quý vị ơi Cái người mà nghe giảng niệm Phật á không có nhiều bằng nghe ca hát đâu nên á, ca sĩ mà họ hát ca ngay ngôi chùa mình họ sẽ đổ rất là nhiều cái người mà nghe ca hát cái vị ơi nhìn từ chỗ này mà như đức rủ những người ca sĩ đến chứ như đức không có cầu lợ lọc gì hết trơn nên họ đến họ hát họ sẽ kết duyên rất là nhiều người tại vì người ta thích nghe ca hát mà nên từ nơi đó mới bị biết rằng á mình tu mình phải nghĩ lợi ích cho người ta xác thực Khi suy nghĩ lợi ích cho người ta là mình sẽ nhiệt tình mình làm liền Nhưng như Đức nói Bây giờ mình hát ca Mà cái người mà thích nghe ca hát Mười ngàn người Cũng không bằng người thích niệm Phật 10 người nữa Nên quý vị biết làm cái việc lớn Mà gặp được những người tu mà đi đến chùa mình Thì vị mới làm được việc rất là lớn còn với vị hát có nổi tiếng cỡ nào đi chăng nữa Quý vị chỉ là nổi tiếng và kiếm tiền được cho một gia đình nhỏ Quý vị coi những đức giảng pháp Tuy cái lượng người coi không thể nào so sánh bằng ca sĩ được Nhưng mà Cái công việc làm của những đức thì lớn lao Không biết bao nhiêu lần hơn ca sĩ Ca sĩ thì giỏi lắm giàu cho một gia đình Còn đây những đức lo cho mấy ngàn người Còn làm bao nhiêu việc nữa vị coi Rõ ràng cái người tu hành Người ta khi quý mến mình rồi người ta mới chung tay với mình làm việc lớn lao trong cuộc đời còn người thế gian thì giỏi lắm một cái vé đi coi ca hát thôi là nó có khi ca hát xong mà cái người mà không biết tu họ bình luận cũng bình luận có khi cũng tầm bậy còn cái người mà tu hành người ta không bao giờ bình luận tầm bậy tầm bạo quá còn cái người mà nghe ca hát mà không hiểu nhân quả thì có khi hay thì khen mà cái gì ấy cái là họ họ bình luận tầm bậy lắm, vậy lắm đây là những đứa coi vô bình luận như đứa thấy rõ ràng luôn đó. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người mình phải nhận thức Đúng là tiếp nhận Phật Pháp là cực kỳ hay Dùng đa dạng phương tiện để mong chúng sanh được lợi ích Người có duyên thì tiến tới con đường giải thoát Người không có duyên thì họ được gieo duyên Cứ có cái tâm như vậy mà niệm Phật đi là đặc biệt dữ lắm Riêng bản thân mình là tính nguyện niệm Phật cực kỳ mạnh Để quyết chí gây dựng cái tâm cầu sanh cực lạc Phật tử nghe những đức chia sẻ gì vậy? Ngày nào những đức cũng phiên cái việc đừng buồn dặn người để trong tâm Vì những đức biết chúng ta dễ dính chỗ này Không vừa lòng không vừa ý buông xuống Bây giờ mục tiêu của chúng ta là đời này phải niệm Phật sanh cực lạc nha quý vị Nhớ nghe Những đức nói khô hơ càng tiếng khi ho Sạch 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 cũng giảng nữa đó Đây là một cái tấm chân tình rất nhiệt tình quý vị à Rất hết lòng hết dạ luôn Những đức đến với cuộc đời này những đức đã xác định là Cả đời những đức sẽ cố gắng nhiệt tình hết mình Đem phải môn tịnh độ này giới thiệu Chúng ta đủ duyên gặp gì là hạnh phúc lắm rồi Ngày nào cũng được nhắc nhở hết Mà không chịu niệm Phật nữa Thì đây là tại mình chứ không phải tại những đức đâu Những đức cực lực hết mình Nhắc hoài luôn để tính nguyện niệm Phật Và khuyên nhau đừng nên buồn giận người để trong tâm Không nên vừa lòng Không vừa lòng không vừa ý Dính nhưng mà sẽ buông ra rất là mau Nguyện tâm bảo gia hội cho quý vị Tính nguyện niệm Phật kiên cố Khi bỏ báo tháng này Chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc Chúc vị an lạc Ai với Đạo Phật nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tỉnh độ.